mình thứ gì này. Để không cho các bạn tò mò, bây giờ mình sẽ bỏ thức ăn ra đĩa đây các bạn nha. Mình sẽ đợi bạn Hoa Anh đến để mình ca khịa bạn ý. Bởi vì nhà mình nghèo lắm, không có đồ ăn ăn như mình nhà đâu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi bạn ấy đến các bạn nhá. Ô, bạn Hưng ngồi gì mà ngon đấy nhỉ? Thơm quá. Ồ, Hưng ơi, cậu ngồi gì mà ngon đấy? Hoa Anh ơi, tớ nói ra cậu cũng không biết đâu. Ui, cậu cái gì tớ chẳng biết, cậu cứ nói ra đi. Đây nữa, nhà giàu có biết làm sao được. Ô, tớ thấy ngày bán đầy ngoài cổng trường mà. Ui giời, cậu không biết gì rồi. Đó là ngoài cổng trường thì đồ mấy đồ ăn vớ vẩn thôi. Nói đó này, tớ mua cho siêu thế đấy. Ồ, siêu thế á? Chắc ngon lắm cậu nhỉ. Ừ, ngon lắm cậu ạ. Tớ ăn thử đây. Ôi giời, tớ xin miếng đi. Cậu tớ tên nói ừ, món ăn này có cần trình độ ăn đâu cậu. Thế cậu không hiểu với tớ rồi. Trình ở đây là trình nhà giàu chứ không phải là trình độ. Ui giời, người ta đã không muốn nói ra thì cứ bày ra người ta nói. Không biết gì, đúng là đồ nhà nghèo không khác. Thôi, coi như với anh tớ không biết, cho tớ xin lỗi. Vậy bây giờ cậu cho tớ ăn cùng đi. Ừ, cậu, tớ vừa đến nói trình độ nhà nghèo cậu. Không đủ trình độ ăn cùng với tớ đâu. Toàn đối nhà giàu đấy. Nhưng mà tớ thấy cái này ăn dễ mà, chỉ chấm và tương ớt mà ăn thôi. Thấy dễ thì ai mà chả biết. Nhưng mà con chọn ăn cái này là không biết cảm nhận. Cậu ăn cái ý thì chỉ ăn ngoài cổng trường thôi. Tớ này tớ mua được siêu thuế đấy. Nhà nghèo luôn. Hoàng thế nhỉ? Cũng về mình ăn. Ngon đấy. Được rồi, bên mình nghĩ cách để Hưng ăn cùng. À, Hưng ơi. Gì đấy hả anh? Hưng ơi, có bảy trai rồi. Bảy trai hả anh? Ừ đúng rồi, thì la bảo tôi thế. Em hả anh ơi, bây giờ tớ cho cậu ăn chung với tớ. Tí cậu bảo là bảy trai tớ nha. Ừ thế thì cậu hiểu ý tớ ấy. Ê, cậu ăn đi. Không, nếu mà không thì mình không biết nói nào với bạn Hưng. Ngoan quá. Các bạn ơi, tương ớt này. Ngon thật các bạn nhỉ. Ui, ngon thật cậu.
Nani? Rồi, đề trên bảng các bạn chép đề vào nhé. Vâng ạ. Hoài Hoài, Lê cậu bảo cậu tới được cậu ăn chung, cậu cho tới nhìn bài cha đúng không? Ok, cậu làm xong rồi đưa hết cả bài cậu kem luôn. Cậu làm đi. Hai cậu ba. Ui, đơn giản.